Hôm qua 19 tháng 1, tuyển Việt Nam đã thua Indonesia với tỷ số 0-1 và bị loại sớm ở Asian Cup 2023. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam bị loại ở vòng bảng Asian Cup. Hai lần trước vào các năm 2007 và 2019 thì chúng ta đều đi đến tứ kết. Thất bại này cũng đã cắt đứt mạch không thua trong hơn 7 năm qua của đội tuyển Việt Nam trước đội bóng xứ vạn đảo. Sau trận đấu định mệnh này, ai cũng có những quan điểm cho riêng mình. Song đại đa số đều không hài lòng với cái cách mà huấn luyện viên Philip Chuze cho các học trò thi đấu với Indonesia. Ông bầu của đội bóng phố núi LP Bank Hoàng Anh Gia Lai đã cho biết rằng ông cảm thấy rất buồn không chỉ về kết quả mà lối chơi của đội tuyển Việt Nam cũng không thấy hiệu quả, thua kém toàn diện trước Indonesia. Dù rằng nhiều năm gần đây chỉ có thắng và hòa, Bầu Đức nói rằng người hâm mộ bóng đá Việt Nam và kể cả tôi cũng phải tỉnh mộng thôi. Chúng ta đừng để cho ông Philip chu du ngủ nữa. Đá như vậy làm sao mà mơ đi World Cup được? Bóng đá có thắng có thua, nhưng thua Indonesia và bị loại sớm thì ông Philip d chắc chắn là chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam. Trận thua Indonesia không chỉ thất vọng về kết quả, mà điều đáng lo nhất là cách thua và sử dụng con người không đúng. Nhiều cầu thủ giỏi phải ngồi dự bị. Chưa bao giờ tôi thấy bóng đá Việt Nam đá với Indonesia mà bị lép vế đến như thế. Đá bế tắc lắm, xem là không có cửa thắng, nói xong phẳng là như vậy. Chúng ta có lối chơi không bằng họ, thiếu kết dính, thiếu ý tưởng tấn công, sự phản kháng thì quá yếu ớt. Không bản lĩnh bằng họ, do để cho các cầu thủ tốt nhất như là Hùng Dũng, Hồ Tấn Tài, Văn Thanh, Văn Toàn, Duy Mạnh ngồi dự bị. Tôi thấy đội tuyển Việt Nam có nhiều vấn đề chưa ổn, dù rằng ông Philip Chu đưa ra các mục tiêu mà ai nghe cũng thích và mong muốn trở thành sự thật. Cái chính là nói nhiều mà kết quả kém thì người hâm mộ khó lòng ủng hộ được. Tôi nghĩ chúng ta cần phải đánh giá xem, Bóng đá Việt Nam đã làm được gì sau một năm có ông Philip Chu Chúng ta đã thất bại từ sea games cho đến asian cup theo cách buồn nhất. Tôi nói lại là chúng ta phải tỉnh mộng thôi, đừng để cho ông Philip Chu du ngủ nữa. Đá với Indonesia mà thua liên tục thì nói gì đến chuyện đi world cup? Đó là điều không thực tế. Chuyện lựa chọn cầu thủ lên đội tuyển Việt Nam liệu có ổn không? Có lãng phí người giỏi hay không? Tiêu chí là gì khi mà đội tuyển Việt Nam lại dùng một số cầu thủ trẻ? hoặc là dự bị ở V-League và giải hạng nhất mà không phải là chọn các cầu thủ giỏi. Chuyện không phù hợp với triết lý của huấn luyện viên có thể xảy ra ở một vài cầu thủ. Nhưng ông Philip Chuze thì dường như là muốn bỏ hết đi các cầu thủ giỏi thời ông Park. Làm như vậy là tầm bậy. Huấn luyện viên giỏi phải biết lựa chọn tinh hoa của bóng đá Việt Nam. Đó là phải chọn ra những cầu thủ giỏi nhất ở V-League và áp dụng lối đá phù hợp, chứ không phải là tìm cầu thủ phù hợp để lắp ghép vào lối chơi của mình như vậy thì đâu phát huy được hết sức mạnh của bóng đá việt nam tôi thấy huấn luyện viên chu dê có cái tôi quá lớn đặc biệt là thiếu tôn trọng những thành công của người tiền nhiệm nên nhớ rằng ông park chưa bao giờ thua indonesia là huấn luyện viên thành công nhất lịch sử của bóng đá việt nam có lần tôi đọc đâu đó thấy là ông philip chu dê bảo là việt nam lúc trước là ghi bàn thường ăn may và lối chơi của ông ấy mới là nâng tầm đội tuyển nói thế là tự cao quá chưa thành công mà lại tự nhận mình là giỏi hơn người đã làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Đến ông Xin Tae huấn luyện viên trưởng của Indonesia còn khiêm tốn nói rằng đội của ông ta may mắn mới thắng Việt Nam, dù rằng trên thực tế họ thắng ta một cách thuyết phục. Tóm lại hãy nhìn Thái Lan sử dụng cầu thủ giỏi của họ ở giải đấu này mà xem, họ đá có hay không, quá hay ấy chứ. Họ cũng đâu có kiểm soát bóng nhiều đâu, quan trọng là phải ghi bàn và kết quả, chứ cầm bóng nhiều mà thua thì cầm làm gì. Tại sao chúng ta lại để cho những cầu thủ giỏi nhất, kinh nghiệm nhất ngồi dự bị ở trận đấu với Indonesia? Cho nên hãy tỉnh mộng đi, đừng để cho ông Philip Chuze du ngủ nữa. Cuộc đọ sức với đội tuyển Nhật Bản trước đó ở trận mở màn Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam có nhiều điểm sáng hơn các trận đấu trước đó kể từ khi ông Philip Chuze lên tiếp quản vị trí ghế nóng. Điều này cũng làm cho người hâm mộ hy vọng vào một giải đấu khả quan cho đội tuyển Việt Nam. Cơ hội đi tiếp sẽ mở ra, chỉ cần thầy trò huấn luyện viên Philip Chuje có 3 điểm trước Indonesia. Đội bóng hơn 7 năm qua chưa từng thắng Việt Nam. Và khi mà không nhiều người hâm mộ Việt Nam nghĩ tới kịch bản đó, thì trong một ngày mà hầu hết các vị trí của những chiến binh sao vàng đều thi đấu dưới sức, đoàn quân của ông Philip Chuje cuối cùng đã phải cay đắng nhận thất bại trước đối thủ. Những tưởng là tinh thần chiến binh đã thể hiện trước Nhật Bản sẽ giúp đội tuyển Việt Nam gặt hái được những kết quả thuận lợi ở các trận đấu tiếp theo thì trước indonesia thật tiếc là những chiến binh sao vàng không còn là chính mình nữa hàng loạt những sai lầm cá nhân và sự thiếu gắn kết giữa các tuyến là những lý do khiến cho đội tuyển việt nam không thể phô diễn được sức mạnh trước indonesia và khi mà tinh thần đã bị giao động sau hàng loạt những pha hãm thành nguy hiểm của đội bóng xứ vạn đảo thì đội tuyển việt nam đã mắc sai lầm trong một tình huống mà đáng lý ra thanh bình sẽ không được phép phạm phải khi mà tranh bóng ở trong vòng cấm địa có lẽ chúng ta không cần nói nhiều về tinh thần, ý chí của tuyển Indonesia nữa. Nhìn cái cách họ gục xuống sân cầu nguyện và ăn mừng trong mồ hôi nước mắt, tất cả đều hiểu khát vọng một lần chiến thắng Việt Nam của xứ sở vạn đảo đang trào dâng đến mức nào. Nhưng chúng ta phải nói về con người và lối chơi của đối phương. Lần đầu tiên trong 4 năm qua, các cầu thủ Indonesia không tiếp Việt Nam bằng thái độ thù địch và những pha vào bóng triệt hạ nữa. Các học trò của Sinteyong đã thực sự chơi bóng và bằng một thứ năng lực vốn không hề tệ, họ hầu như dẫn dắt mọi thời điểm trên sân. Dù rằng số lượng pha phạm lỗi của họ vẫn nhiều hơn đáng kể so với Việt Nam, nhưng vẫn ở mức chưa phải nhận thẻ phạt. Indonesia tại Asian Cup lần này có những cầu thủ nhập tịch chất lượng tốt hơn, hòa nhập nhuyễn hơn với hệ thống chiến thuật của ông Xin. Nhờ đó ông Xin có thể tự tin đặt dấu ấn của mình trong trận đấu với Việt Nam. Họ thắng trong tranh chấp tay đôi, Họ chiếm ưu thế hoàn toàn nhờ ý tưởng pressing ngay trên sân nhà của chúng ta. Họ cũng dễ dàng bẻ gãy các đợt lên bóng có chiều hướng tự phát mà tuyển Việt Nam chỉ thực hiện được một cách yếu ớt. Trước Nhật Bản, đội bóng của huấn luyện viên Chuze ghi được hai bàn, cầm bóng đến 42% thời lượng. Trước Indonesia, chúng ta cũng chỉ cầm bóng được 57%. Tỷ lệ này có được chủ yếu nhờ trong hiệp 2, đối phương chủ động nhường thế trận đá phản công. Nhưng quan trọng là không ghi nổi bàn nào. Ông Chu Dê trước giờ bóng lăn nhận định đá với Indonesia cũng khó khăn không kém gì Nhật Bản. Đó là điều duy nhất mà ông đúng ở trận đấu này. Thực sự là lựa chọn áp sát của Indonesia khiến cầu thủ Việt Nam trong suốt hiệp 1 gần như không kịp thở. Nó rất khác với cách tiền vệ Nhật Bản nhẩn nha chơi theo phong cách cửa trên, giúp chúng ta có nhiều không gian, thời gian để tính toán, luân chuyển bóng. Trong bàn cờ đã chuẩn bị rất kỹ của thầy xin, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thái Sơn ở trung tâm hàng tiền vệ liên tục bị cầu thủ Indo quây giáp và cắt đường kết nối với các vệ tinh xung quanh như Võ Minh Trọng, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Quang Hải. Cách triển khai bóng của tuyển Việt Nam chỉ còn trông cậy vào truyền dài từ các trung vệ. Và Nguyễn Văn Tùng, Phạm Tuấn Hải ở tuyến đầu coi như vô hại trước những người khổng lồ Justin Hapner, Sandy Watts hay là Jody Amat. Nếu có một điểm gì đó còn nuối tiếc với người Indo thì đó là khả năng dứt điểm. Sắc xảo hơn, họ sẽ không chỉ rời sân với chỉ một bàn. Trong khoảng thời gian cuối trận, khi tuyển Việt Nam buộc phải dồn lên để gỡ, các cầu thủ Indonesia đã có vô số thời cơ, thậm chí lên bóng trước khung thành không còn Nguyễn Philip, nhưng vẫn rút ra ngoài. Pha bóng mà chúng ta vừa nói ở trên có thể coi là tiêu biểu cho một trận đấu mà đội tuyển Việt Nam không có gì cả. Không điểm, không lối chơi, không phương hướng. Ông Chu Dê chứng kiến Indonesia chơi ngang ngửa một Iraq giàu thể lực và sáng tạo đã bày tỏ sự tôn trọng đối thủ. Nhưng cách tiếp cận trận đấu của ông rõ ràng là mạo hiểm hơn. Khi cắt đỗ Hùng Dũng đang quen cảm giác thi đấu, thay bằng Nguyễn Quang Hải đã ngồi lâu dự bị. Ông muốn chủ động định đoạt trận đấu bằng thế trận thiên về tấn công và chìa khóa quen thuộc là kiểm soát bóng. Nhưng bóng lăn chỉ 10 giây, người Indo đã chớp thành công một đường phối hợp từ nửa sân và uy hiếp trực diện bằng một cú sút, buộc Philip Nguyễn phải vất vả chống đỡ. Trong 10 phút đầu tiên, Indonesia có 3 lần dứt điểm trong vòng cấm liên tục nhồi bóng gây sức ép và điều ý nghĩa nhất mà họ làm được là đẩy chúng ta vào trạng thái hoang mang. Nhìn danh sách ra sân thì không phải ông Chu Dê chọn phương án phòng thủ, nhưng trước sự tinh nhuệ của đối phương, các học trò của ông buộc phải co mình lại mà chịu trận. Tuyển Việt Nam đã không sẵn sàng cho tình huống này, bởi vậy họ dễ dàng rơi vào thế bị động, thủ thì dối mà công thì cùn. Cầu thủ trẻ Nguyễn Đình Bắc vắng mặt vì chấn thương là một thiệt thòi cho nhà cầm quân người Pháp nhưng trong tương quan cả đội không có bóng để chơi. Nếu góp mặt trên sân, e rằng Đình Bắc cũng rất khó khăn để đá đúng sức mình. Trong khi đó Quang Hải chỉ còn là cái bóng mờ so với chính anh trước khi xuất ngoại một chuyến đầy bão táp. Tuyển Việt Nam chỉ thực sự bùng lên ít phút đầu hiệp 2, nhưng ngay sau đó thì huấn luyện viên Shin Tae Yong xốc lại đội hình phòng thủ. Cách chơi kiểm soát không ở đẳng cấp cao của chúng ta, nhanh chóng xa vào bế tắc. Một loạt gương mặt già trẻ lẫn lộn mà thầy Chu Dê thay vào như Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Văn Trường, Lê Phạm Thành Long, Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thành đều không thể là tác nhân gây đột biến. Ai đó sẽ tiếc cho cú dứt điểm của Khuất Văn Khang quá vội vàng để đập chân hậu vệ Indonesia trong những phút cuối. Ai đó sẽ ước nếu Tuấn Anh băng vào sớm một chút nữa để đệm tốt hơn quả bóng cận thành. Ai đó sẽ trách cứ Nguyễn Thanh Bình với pha phạm lỗi sơ đẳng dẫn đến quả phạt đền. Nhưng những khoảnh khắc tiếc nuối hoặc sai lầm đó vẫn là quá nhỏ nếu nhìn vào toàn cục. Hơn 100 phút thi đấu trong bối rối, căng thẳng và đừng dối lòng là sợ hãi. Chúng ta sẽ không vì một giải đấu sớm thất bại mà gây sức ép lên cá nhân thầy Chu gì. Chúng ta cũng đừng nên vì một chuỗi bất bại bị đứt gãy cho Indonesia mà phán xét chiếc ghế của huấn luyện viên phù thủy. Nhưng chúng ta cần kiểm chứng tính hiệu quả của triết lý kiểm soát, nâng tầm mà đội tuyển Việt Nam đang vận hành. Triết lý đó đương nhiên là thức thời, tiến bộ, là thứ có thể giúp nền bóng đá vươn xa nhưng ít nhất vào thời điểm này nó chưa phù hợp với nguồn lực và các mục tiêu của đội tuyển bây giờ nhắc đến aff cup thôi cũng đã là một cái gì đó xa xôi gian khó hơn trước thật điều rồi quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo